Anh Vũ đi theo bắt camera cho ai nhỉ? Mình bắt cho camera cho Minh Tú. Minh Tú, sáng nay đi hành quân anh vác máy bao nhiêu cân? Sáng nay mình đi hành quân thì vác cái máy này cũng nhẹ rồi, chắc chỉ 3-4 cân, 5 cân là căng. Trong quá trình hành quân có sự cố nào xảy ra không? Lúc đi hành quân thì cái đường nó hơi nhỏ, anh em đi thì chỉ đi được một hàng thôi. Thế thôi, máy quay là cứ cắm, cứ nhìn máy quay nhiều khi đường xá thì mình không để ý. Mình có bị ngã một lần. Đây bị ngã trống không? Bị ba cái gai. May quá vừa bạn ở đoàn bạn kêu cho rồi. Nhưng mà lúc ngã như thế thì... Lúc nào mình cầm máy, nó là phải ưu tiên chứ. Ngã thì vẫn phải giữ máy này. Anh em bọn tôi đi làm thế này, những cái việc đấy nó cũng thường xuyên mà. Ngã nó cũng... Nói chung là đi đường xá như thế thì mình cũng không thể nhìn vào đường, nhìn vào camera thì đường xá không để ý được. Mình luôn luôn phải ưu tiên nhân vật là máy. Cho nên những chuyện ngã đấy nó cũng bình thường. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Có chứ ạ, mới lấy được hình ạ. Cứ mỗi lần đồng chí quay như thế là hỏng một cái máy quay. Bạn thế nào khi mà ô tô cũ hạ cánh không an toàn ở trong chuồng heo, tiếp chuồng lợn bằng lưng thì đó là một cái trải nghiệm mà tôi nghĩ là mọi người nên được trải nghiệm trong cuộc đời. Cái phim đúng không? Đúng rồi, mình cảm nhận được cái ướt át của cái nền chuồng, cái mùi sộc lên. Có vẻ là các tour du lịch các thứ thì đưa cái chương trình trải nghiệm ngã chuồng heo vào trong cái chương trình của mình, thì tôi nghĩ là cái mùa Covid này nó cũng là một cái thứ kinh doanh được. Không ở đây. Không quay chuồng thấy đàn lợn